Vâng ạ, xin chào tất cả mọi người và xin chào bà con nha. Ngày hôm nay thì cửa hàng Việt anh em giới thiệu cho các bác hai chiếc máy sới gọi là chuyện lạ Việt Nam nha các bác nha. Đấy, hàng cực VIP cho các bác luôn. Hai em này thì đẹp như ngọc trinh luôn. Rồi ok, thì cửa hàng Việt anh em thì chuyên cung cấp về tất cả các hàng nhiệt bãi như máy cưa xích này, máy bơm nước, thổi lá, tỉa cành, máy cắt cỏ, số điện thoại máy sới quên mất các bác. Và số điện thoại để mọi người liên hệ là 0961350530. Số điện thoại này của em có liên kết với Zalo nhá. Các bạn nào cần thử máy hay test máy thì cứ liên hệ qua Zalo giúp em. Em sẽ thử máy và test máy cho các bác qua Zalo nhá. Và đặc biệt thì hôm nay em sẽ test luôn một con Honda cho các bác luôn này. Đấy, nhưng mà chiếc máy bay luôn. Ok. Thì các bác nào đang xem video của em thấy hay cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhận video sớm nhất tại cửa hàng bên em. Rồi, đầu tiên cái một chiếc máy chạy bằng xăng nha bác nhá. Em này là em xăng pha nhớt này. Động cơ của động cơ Mitsubishi xin lỗi các bác. Mitsubishi TL43 các bác nhá. 43cc và lòng của nó là 40mm. Em này thì mới đẹp xuất sắc như ngọc trinh luôn các bác nhá. Em này thì các bác sẽ là người đầu tiên xài máy này. Đấy, còn máy này thì chưa dùng bao giờ. Đấy, từ bô đến bình xăng. Đấy, từ bình xăng này. Đấy, bô này. Đấy, các bác xem này, lốc máy này. Lốc máy này. Đấy, có Make in Japan cho các bác này. Đó, đây Make in Japan cho các bác luôn này. Em này thì rất tích hợp rất là nhiều công việc. Các bác hôm nay mang đi sới đất. Đấy, sới đất, sới vườn rau, làm luống. Cái thứ hai nếu các bác không dùng đến nữa thì các bác cứ tháo ra lắp vào máy cắt cỏ, chạy máy cắt cỏ được các bác nhá. Chạy máy cắt cỏ này. Cái thứ ba nữa, các bác mua về cái đầu máy này thì là bồ côn lớn nên là các bác chế cái gì cũng được, chế rất là nhiều cái từ bơm nước đến mọi cái luôn. Nhưng mà nó thông dụng nhất là cho các bác dùng để vừa sới đất và tháo rời ra để lắp cắt cỏ thì lắp vào cần cắt cỏ là quá ok các bác luôn. Cứ lắp ra tháo cắt cỏ xong bắt đầu các bác lắp vào sới đất. Quá là VIP luôn cho các bác luôn. Đây, bánh xe này. Đấy. Thì cái máy sới như này thì khi các bác sới đất thì các bác sẽ quay ngược lại lên nhé. Quay ngược lên để cho cái bộ trên này nó làm giống như kiểu là cái cày ấy để nó giữ bộ máy sới này các bác nhé. Đấy, em này thì quá VIP luôn. Mới lên 95% cho các bác. Rồi, mới 95% luôn. Hệ thống công tắc ở đây nha các bác nhé. Hệ thống công tắc ở đây này. Thì các bác dùng cái này thì em vừa quên chưa lắp dây ga. Thì các bác ở nhà dùng thì mình điều chỉnh thì cái khoảng cách từ cái tay cầm này cho đến cơ thể mình để mình dùng được thì nó rất là vừa nha bác nhá. Đấy, nó chỉ rơi tầm khoảng 1 mét thôi nên là các bác điều chỉnh ở chỗ phạm vi này thì nó rất là dễ thôi, không phải cao quá hay thấp quá nha các bác nhá. Thấp quá, cao quá các bác có thể điều chỉnh được hết nha các bác nhá. Đấy. Rồi, dòng này thì chỉ việc ga lên là chạy thôi, không phải vào số vào sủng gì cả. Mitsubishi TL43, máy đẹp 95% cho các bác. Giá ngày hôm nay em để cho các bác là giá là 4.500.000 nha các bác nhá. Bao ship cho các bác nhận hàng được kiểm tra hàng, test hàng, thử hàng cảm thấy ok thanh toán. Rồi thì không để các bác phải chờ lâu nữa, đến em chuyện lạ, chuyện và độc của ngày hôm nay đây. Các bác nào mua về sưu tầm thì các bác lên chọn em này. Thì có rất là nhiều các bác muốn mua máy về để sưu tầm, như máy cưa này, máy cắt cỏ này hay là một số dòng máy khác thì hôm nay chỉ thiếu sót đó là một chiếc máy các bác để lên kệ nữa. Đấy, đó là chiếc này em Honda. Honda này. Đấy, Honda này thì chỗ đặc điểm đặc biệt của nó là không phải chạy bằng xăng. Đấy, cũng không phải là xăng pha nhớt. Đấy, mà là em này chạy bằng bình ga nha các bác nha. Các bác không nghe rõ nhầm đâu, chạy bằng bình ga này các bác này. Đấy. Đây là em tháo cái bộ phận bình ga nó ra đây các bác này. Đấy. Thì các bác những cái bình ga này các bác dù mang đi sới đất mà anh em đến chơi bắt là tháo bình ga ra là cho vào nồi lẩu là anh em là có một cái bếp lẩu rồi. Đấy. Ok, bình ga. Đấy, rất là VIP các bác nhá. Chuyện như hài mà có thật đây. Một chiếc máy sới đất mili cào cào chạy bằng xa bằng bằng ga. Đấy, thì bình ga mili này thì rất là thông dụng cho các bác rồi. Đấy, mỗi lần một buổi các bác đi sới thì các bác cầm khoảng hai cái bình ga. Giá thị trường trong khoảng 40 ngàn thì các bác sới hết cả một buổi luôn nha các bác nhá. Sới hết một buổi thoải mái luôn. Còn vị trí đổ nhớt để làm mát máy thì nó vẫn ở đây nha các bác nhá. Vị trí đổ nhớt làm mát máy đây. Rồi, đây là giới thiệu về chiếc máy này. Còn tem mác của máy thì là còn đầy đủ hết nha các bác nhá. Đấy, đây là có cả cái ký hiệu để các bác làm này. Đây là các bác mở ra này. Đấy, nút bình ga vào khóa lại này. Đấy, và vặn cái này sang cái lúc mức to nhất. Đó, là ok. Rồi, về bộ sới thì bộ sới em này cũng là 20 là 40 các bác nhá. Đấy, và đây là hai bộ khung này. Cái này là
em còn chưa có nghĩa là nghiên cứu hết về chiếc máy này. Đấy, rất là lạ thôi. Còn những dòng máy này thì phụ tùng để sửa chữa thì nó vẫn còn đấy các bác nhá. Đây, về series máy đây các bác này. Đấy, không biết các bác Honda. Đó, series là 100-2307 Made in Japan. Em này có một máy xe nhá, em này thì quá mới luôn. Đây các bác nhìn xem độ mới của nó này, từ nhìn quả bô này các bác này. Đấy. Đây, điện thoại em hơi mờ các bác thông cảm, quả bô thì sáng loáng luôn. Đấy, đây, nguyên tổng thể một chiếc máy đây. Rất là đẹp. Chưa xuất sát gì cái máy này thì là cũng là một chiếc máy mà các bác mua về các bác là người đầu tiên xài nó nha các bác nhá. Lổ máy thì đã lổ máy rồi, còn khi mà các bác là người đầu tiên mang ra vườn để sới em này nhá. Hệ thống của nó là tay cao bóp nha các bác nhá. Hệ thống tay cao bóp này. Đấy, đây là quay mặt sang mặt bên này cho các bác xem. Rất là mới luôn, mà kiểu dáng thiết kế thì cực kỳ đẹp. Em các bác nào mà đam mê sưu tầm những dòng máy hàng bãi thì không thể bỏ qua em này được nhá. Đấy, ok. Giá thành của một chiếc máy sới như này thì nó cũng hơi cao một chút so với bình thường các bác nhá. Đấy, giá của em này là 5.200.000 các bác nhá. 5.200.000 em máy sới bình ga này cho các bác này. Đấy, ok. Test máy luôn cho các bác nhá. Đây, dây giật này trắng tinh luôn này. Đấy. Các bác nghe thấy tiếng máy đúng không ạ? Đấy, nó lục quá êm đi thôi. Đây, ga mạnh lên các bác này. Đó, ga mạnh lên thì nó sẽ vào khi mà các bác những dòng máy 4 thì dòng máy này thì các bác càng để cặp đất thì nó sẽ càng ga sẽ càng to lên các bác nhá. Thì khi nó chạy chân không thì nó giống như kiểu là hãm lại ấy. Đấy là chỉ ga lên một tí thôi, còn tiếng máy sẽ nổ ga lên mình một chút thôi. Còn khi các bác mua về sới ở gia đình mang vào đất phát là khi đấy nó động cơ sẽ vút ga mạnh cao lên hết tầm của nó nhá. Ok, công tắc bên tay trái, ga bên tay phải cho các bác. Rồi, ok thì đã giới thiệu rồi qua cho các bác hai chiếc máy sới cực đẹp ngày hôm nay, đỉnh cao luôn. Các bác nào có nhu cầu muốn chốt thì cứ liên hệ qua số điện thoại bên em 0961350530. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nhưng mọi người thấy độc lạ ngày hôm nay thì cho em xin một nút like, một bình luận và một đăng ký kênh và chuông thông báo nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn mọi người trong video tiếp theo ạ.